biết ra vô chỗ nào luôn, nhưng mà vậy cũng có hay tập lắm. Đâu, đâu có tập đâu, vậy là quá hay rồi. Đúng rồi, chưa tập qua lần nào hết. Và ban nhạc nhớ được đánh mà lần đầu tiên người rap với nhau như vậy là cũng quá hay. Mà với một cái điều nữa là Cam Đơn có cho chị biết á, là đây là coi như là nữ ban nhạc đầu tiên hồi đó của Việt Nam mà không có ai là ô môi hết, gái chính thức luôn. Bình thường mấy ban nhạc nữ kia là phải có mấy cái thành viên là người là ô môi thì mới đánh, nó sung được, còn thì toàn nữ không là đánh như vậy đó. Thì vậy cũng quá hay, là xin quý vị cho ban nhạc Thiên Thanh một tràng vỗ tay. Hà Nội mới không ai ôm môi giống quỷ. Mà cái đó là thiệt chứ bộ, nãy nói chuyện bả thôi thì mới lên khấu và nói luôn à.